Nhanh lên, nhanh lên, một lô đất mặt tiền đường 6 làn xe, 1 làn, 2 làn, 3 làn, bên kia 3 làn, ở giữa là giải phân cách cứng. Đặc biệt của lô đất này là nằm ngay cổng vào khu nghiệp đấy, chúng ta em hiểu là gì là cổng khu nghiệp. Ngay cổng khu nghiệp cũng chính là ngay chợ Bakemex luôn. Đấy, còn bên này chính là nhà ở thương mại dịch vụ và công nhân. Đó, ở đây thì quá tiềm năng là cổng công nghiệp công nhân đi làm về là thuận tay phải luôn. Đường này sẽ thông ra đường Hồ Chí Minh và lên cao tốc. Ở vị trí như thế này xây khách sạn, nhà nghỉ, cà phê, là nhà hàng, quán nhậu, cái gì cũng là kinh doanh được. Đấy, trong một vài năm tới, khu công nghiệp này là khu công nghiệp Bakemex Bình Phước, quy mô là 4.633 ha, trong đó 2.600 ha công nghiệp. Ở khu này thì mới hình thành nó có 4 năm thôi mà bây giờ công nghiệp cũng đã rất nhiều rồi. Ở trong này có hơn 10 nhà máy đã hoạt động rồi. Trong năm nay sẽ có khoảng thêm vài ba chục nhà máy nữa sẽ xây dựng. Những hút hàng trăm ngàn công nhân sẽ về đây làm việc và sinh sống ở trong khu này. Với tiện ích xung quanh cực kỳ tiềm năng. Lô đất này trước đây chủ mua với giá là 2 tỷ, bây giờ chủ đang kẹt lắm và gửi cho Hiếu với giá chỉ có là 880 triệu. Anh chị nhanh tay gọi cho Hiếu.